Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ủy ban điều tra Nga cho biết, qua xét nghiệm di truyền ADN trên các thi thể được tìm thấy ở tỉnh Tver, nơi máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin rơi. Ủy ban xác định ông Prigozhin và 9 người khác có tên trong danh sách chuyến bay đã tử nạn. Sau đó, hàng loạt đồn đoán về việc tập đoàn quân sự cho ông Prigozhin đứng đầu sẽ đi về đâu. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Boyansky nói rằng Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Mali và các nước châu Phi, chỉ trích phương Tây không biết cách hợp tác với các nước Nam bán cầu trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Theo ông Boyansky, quan hệ hợp tác song phương Nga-Mali và việc chính quyền quân sự Mali chọn các đối tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh đang khiến các nước phương Tây phải thao thức. Ông Boyansky nói tại Hội đồng Bảo an rằng phương Tây đang tái phát chủ nghĩa thực dân mới và chưa sẵn sàng bỏ tiêu chuẩn kép. Tất nhiên, những quốc gia này, phương Tây, có thể giúp đỡ chính quyền Mali thay vì tìm cách làm mất uy tín những nỗ lực đảm bảo an ninh và chống khủng bố của họ. Về phần mình, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Mali và các nước châu Phi trên cơ sở song phương, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hồi tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu chấm dứt sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali, MINUSMA, sau khi chính quyền quân sự Mali yêu cầu phái bộ của Liên Hợp Quốc lập tức rời đi, một động thái mà Mỹ cho là do nhóm lính đánh thuê Wagner Nga đứng sau. Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Mali sau cuộc đảo chính năm 2020 và hợp tác với nhóm Wagner từ năm 2021. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói, như nhiều người trong chúng tôi lo ngại, quyết định chấm dứt hoạt động MINUSMA của chính quyền quân sự đã gây ra bạo lực mới ở Mali. Cam kết của Nga về việc hợp tác với Mali được đưa ra vài ngày sau cái chết của trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nhóm Wagner của ông Prigozhin hiện có khoảng 1.000 lính đang hoạt động ở Mali. Về mặt lý thuyết, tập đoàn quân sự Wagner vẫn có thể hoạt động mà không có ông Prigozhin và người đồng sáng lập nhóm Dmitry Vyukin. Vì Wagner có một hội đồng chỉ huy giám sát các vấn đề hoạt động hàng ngày, một số thành viên của hội đồng này không có mặt trên máy bay của ông Prigozhin. Tình nguyện viên Wagner có bí danh Aziz chia sẻ, ông Ukin và ông Prigozhin không phải là toàn bộ ban lãnh đạo. Nếu quý vị biết cấu trúc nội bộ của Wagner, quý vị có thể hiểu một điều, việc mất một, hai hoặc ba người sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của đội hình dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, nếu không có sự chấp thuận của Điện Kremlin, hoạt động của Wagner có nguy cơ tan rã. Trong một cuộc họp tại Điện Kremlin sau cuộc binh biến của nhóm Wagner vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với báo Nga Kommersant rằng Wagner không tồn tại vì Nga không có luật về các tổ chức quân sự tư nhân. Lúc đó, ông đã đề xuất một cựu thành viên Wagner có bí danh là Tóc Xám làm lãnh đạo nhóm, nhưng ông Prigozhin đã thay mặt các chỉ huy Wagner từ chối đề xuất này. Các quan chức Mỹ và phương Tây nói rằng Điện Kremlin đang xem xét các biện pháp để đặt Wagner dưới sự kiểm soát trực tiếp hơn của chính phủ Nga. Nhưng hiện Moscow vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào về việc phải làm gì với Wagner. Bà Katrina Dorsey, phó giám đốc dự án các mối đe dọa xuyên quốc gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ, cho rằng khó có khả năng Nga sẽ từ bỏ hoàn toàn mô hình tập đoàn quân sự tư nhân PMC vì nó mang lại những lợi ích đáng kể. Cụ thể, bà Katrina Dorsey nhận định, nếu không có một tổ chức kế thừa rõ ràng, Moscow khó có thể phá bỏ cơ sở hạ tầng hoạt động của Wagner ở các nước sở tại như ở châu Phi, vì sẽ khó xây dựng lại các mối quan hệ, kiến thức và hệ thống tương tự mà nhân viên Wagner đã thiết lập trong nhiều năm qua. Thay vì giải tán hoặc thay thế Wagner, Nga có thể sẽ bổ nhiệm ban lãnh đạo Wagner mới, với lòng trung thành sâu sắc với và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn lãnh đạo cũ. Cùng với đó, Nga sẽ duy trì hoạt động của Wagner. Chuyên gia Dorsey nhận định, nếu Nga thực sự có ý định duy trì hoạt động của Wagner dưới dàn lãnh đạo mới, thì lòng trung thành của nhân viên Wagner và lãnh đạo Wagner cấp trung có thể là một trong những yếu tố then chốt quyết định tính bền vững của Wagner khi ông Prigozhin không còn. Để duy trì hoạt động của Wagner, Moscow có thể cho đổi tên thương hiệu, yêu cầu các công ty con của tập đoàn Wagner chia thành các thực thể riêng biệt dựa trên khu vực chức năng, có thể được quốc hữu hóa hoặc duy trì dưới dạng thực thể độc lập, theo bà Dorsey. Cùng ý kiến, bà Joanna Dedos Pereira, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng,
với thương hiệu Gartner hiện tại, thì có thể tập đoàn này sẽ không còn tồn tại, theo kênh Sky News, và cho rằng tổ chức đại diện của nó sẽ tiếp tục hoạt động, thay đổi nguyên trạng và có thể sẽ xuất hiện với một thương hiệu khác, với một sự đổi mới. Và các hoạt động của Gartner, đặc biệt là ở châu Phi, sẽ tiếp tục tồn tại. Ông Alexander Borodai, thành viên Quốc hội Nga và từng giữ chức lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk do Moscow bổ nhiệm, cũng cho rằng với tư cách là một tập đoàn có cấu trúc như hiện nay thì rất khó đứng vững. Theo The New York Times, ông Borodai cho rằng lính Gartner sẽ tiếp tục chiến đấu và tham gia các đội hình tình nguyện, cũng như các đơn vị chính thức trực thuộc lực lượng vũ trang Nga. Những đối tượng này sẽ tiếp tục chiến đấu vì họ có kinh nghiệm. Hãng tin avia.pro dẫn một nguồn thạo tin cho biết, thông tin về người thay thế ông trùm Prigozhin, người được xác nhận đã tử nạn trong vụ rơi máy bay kinh hoàng ở phía bắc nước Nga, sẽ được công bố ngay trong tuần này, có thể sau khi lễ tang của ông trùm Prigozhin được diễn ra. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán về thông tin ai sẽ dẫn dắt tiếp tập đoàn quân sự tư nhân Wagner này đã được đưa ra khi những nghi ngờ về cái chết của ông trùm Wagner cho đến khi ông này được xác nhận đã ra đi thực sự. Theo nguồn tin từ hãng tin avia.ro cho biết, ông trùm Prigozhin trước đây đã phát triển một hướng dẫn chi tiết về các thuật toán hành động cho công ty trong nhiều tình huống khác nhau. Trong số các lựa chọn khác, họ đã xem xét khả năng loại bỏ toàn bộ người đứng đầu công ty quân sự tư nhân, bao gồm Prigozhin, Dmitry Utkin và Valery Chekalov. Theo các thuật toán này, sau khi xác nhận sự ra đi của lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner, người đứng đầu trở thành người chỉ huy với ký hiệu Lotos. Nếu thông tin này chính xác, dự kiến Lotos có thể chính thức được bổ nhiệm ngay sau tang lễ của Prigozhin. Đây có thể là thời điểm quan trọng đối với tập đoàn quân sự Wagner, vì có thể đây là sự thay đổi cả cơ cấu nội bộ lẫn kế hoạch chiến lược của công ty. Ông Anton Yelicharov, 42 tuổi, người được biết đến với biệt danh Lotos, từng là chỉ huy cấp cao và là một trong những nhân vật chủ chốt thuộc cơ cấu của Wagner. Trước khi gia nhập tập đoàn lính đánh thuê này năm 2016, Anton Yelicharov từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Từ năm 2022, ông tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và đích thân chỉ huy lực lượng tác chiến của Wagner tấn công và kiểm soát thành phố Soledad. Được biết, ông Anton Yelicharov đã từng tham gia các hoạt động quân sự tại Syria, Cộng hòa Trung Phi và Libya với tư cách là chỉ huy thuộc Wagner. Người này hiện bị Ukraine, Pháp và Liên minh châu Âu, EU, Nhật Bản, Bỉ, New Zealand, Thụy Sĩ đưa vào danh sách đen. Giới thạo tin nhận định, nếu việc bổ nhiệm vị này trở thành người đứng đầu Wagner được xác nhận, đây sẽ là tín hiệu cho một giai đoạn hoạt động mới với những thay đổi chiến lược. Thứ nhất, lãnh đạo mới của Wagner có thể sửa đổi chiến thuật và chiến lược của công ty. Thứ hai, việc thay đổi người lãnh đạo sẽ phần nào ảnh hưởng tới môi trường làm việc cũng như tâm lý các thành viên Wagner. Trong trường hợp này, sự thay đổi đó có thể dẫn tới việc củng cố hoặc bất đồng. Tuy vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng, với tính chất hoạt động khép kín trong lĩnh vực nhạy cảm, nhiều khả năng Wagner sẽ không có bất cứ tuyên bố chính thức nào được đưa ra. Cũng theo nguồn tin trên, phần lớn chiến binh Wagner đã rời Belarus và có kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần. Sau đó, một phần lực lượng sẽ tới hoạt động tại châu Phi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!